Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cây đại thụ ở hàng phòng ngựa lão bà, Andrzej Abadzhali vừa tuyên bố giải nghệ sau mùa 2018-2019, sau 9 năm cống hiến cho Juventus. Anh chuyển đến Juventus từ Wolfsburg với giá chỉ vỏn vẹn 300.000 euro nhưng đã có gần một thập kỷ cống hiến thành công cho đội bóng thành Turin. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sự nghiệp của chàng trai sinh ra tại xứ Tuscany khá lận đận. Mãi cho đến năm 2003, anh mới ra mắt tại Serie A trong màu áo Chievo sau những năm tháng lăng bạt Serie B và Serie C. Dù là nhà vô địch thế giới 2006 nhưng dấu ấn Bazzali để lại chỉ là vỏn vẹn hiệp 2 trận gặp Úc ở vòng 16 đội và trận tứ kết gặp Ukraine, thay Marco Materazzi bị treo giò. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Anh chỉ chính thức được nâng tầm sau khi chuyển đến Wolfsburg từ Palermo vào năm 2008. Dưới bàn tay nhào nặng vô cùng khắc nghiệt của Felix Magath, anh đã thoát khỏi trình độ của một trung vệ bậc trung và có những bước tiến đáng kể. Thế nhưng, anh vẫn chỉ là một ẩn số vào thời điểm này khi chưa được nhiều người biết đến. Chuyển đến Juventus vào tháng Giêng 2011, Bazzali đã phải trải qua những tháng ngày lận đận khi chứng kiến đội nhà đứng hạng 7 ngay mùa đầu tiên, 2010-2011. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Mọi việc chỉ thay đổi khi Antonio Conte đến Juventus, trao cho Bazzali cơ hội. Anh trở thành diễn viên chính trong dàn tứ trụ của hàng thủ Juventus bao gồm thủ môn Gianluigi Buffon, hậu vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Bộ tứ BBC, theo cách gọi của báo chí Ý, đã hợp thành nhau tạo nên một hàng thủ ăn ý, giúp lão bà vô địch Serie A 2011-2012 với thành tích bất bại, là tiền đề cho sự trở lại với 7 giờ Cosetto liên tiếp đến ngày hôm nay. Chính thức, cây đại thụ nơi hàng thủ Juventus tuyên bố giải nghệ, lửa bay, Chievo rớt hạng. Đoạn kết buồn cho thành Verona. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Không những là một trụ cột cho hàng thủ, Bazzali còn đóng vai trò nâng tầm cho đồng đội, mà điển hình là Leonardo Bonucci. Trong mùa đầu tiên của mình, chàng trai Bonne, tên thân mật của Bonucci, cực kỳ lóng ngóng. Chỉ khi chơi cặp cùng Bazzali và được dìu dắt, Bonucci mới vươn mình trở thành trung vệ số 1 mang đẳng cấp thế giới như hiện nay. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong 7 mùa liên tiếp vô địch Serie A, bộ tứ BBC đã chơi cùng nhau 6 mùa giải, trừ mùa giải 2017-2018 Bonucci chuyển qua AC Milan. Họ đã tạo nên một bộ tứ xuất sắc mà điển hình là thành tích 973 phút không thủng lưới của Buffon ở Serie A 2015-2016 hay 6 trận liên tiếp không để thủng lưới ở C1 mùa 2016-2017. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đóng vai trò quan trọng, nhưng Bazzali lại khá thầm lặng, cả về cống hiến lẫn truyền thông. Trên sân cỏ, anh luôn cần mẫn, sẵn sàng thi đấu bất cứ vị trí nào được giao. Bên ngoài, anh không phải cái tên nổi trội trên mặt báo, trong các từ khóa tìm kiếm trên mạng và gần như đứng ngoài cuộc trong mọi bản tin. Không được săn đón nhiều như Bonucci hay Chiellini ở kỳ chuyển nhượng, càng không thể sánh được với vị thế của đội Buffon, Bazzali như một nốt trầm lặng lẽ trong bản nhạc mang tên Juventus. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theguon, biệt danh của Bazzali, đã quyết định sẽ giải nghệ trong màu áo câu lạc bộ vào cuối mùa khi cảm thấy những chấn thương dai dẳng khiến anh không còn khả năng chơi được cho Juventus. Với những cống hiến hết mình, đội bóng đã tri ân anh với việc mời anh một chân trong ban lãnh đạo. Tình muộn thường là tình đẹp, Bazzali đến Juventus ở cái độ tuổi 30 tuổi. Nhưng anh đã cháy những năm tháng đẹp nhất trong màu Bianconeri cho đến khi giải nghệ. Vậy là đủ. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.